người. Con xin chào các thầy cô của Học viện Việt Nam và Tân Chỉ Dung. Con xin chào tất cả các bạn đang ở dưới đó nghe. Con là Nguyễn Trung Quốc, con đến từ đội Sói Đô Đài. Đoàn kết để chiến thắng. Sau gần 2 tiếng, tất cả các thành viên của nhóm con đã làm ra một bài bản báo tường viết về chủ đề Friendly Summer Camp bước phá giới hạn bản thân. Đầu tiên là cây tre khiến các bạn liên tưởng đến trò chơi bắt gậy, thể hiện sự đoàn kết và nhanh nhẹn của các bạn trong đội. Tiếp theo là trò vượt chướng ngại vật, tung màu, đánh bóng hơi, nấu cơm và giặt trứng. Tối hôm qua, tất cả các bạn đã chạy vòng quanh đống lửa, thể hiện sự đoàn kết của mọi người. Và sau đó con xin cảm ơn tất cả các thầy cô của Tân Chỉ Dung và Học viện Việt Nam đã tạo cho chúng con một buổi trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc. Con xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người.